sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người cái cách để mà sửa cái loa. Thì hiện tượng ban đầu mà khách mang đến là khi mà nghe lúc đầu thì đập bát chép bình thường, nghe rất là ok luôn, nhưng mà sau khoảng tầm độ 5 phút đổ đi thì bắt đầu xuất hiện những tiếng rè khó nghe và cái tiếng bị trầm xuống. Thì đó là cái hiện tượng mà cái côn của cái lõi côn của bạn nó đã bị giảm tuổi thọ rồi. Khi mà lúc đầu thì nó chưa nóng lên thì nó sẽ hát bình thường, nhưng mà khi nó nóng lên thì cái trở kháng của nó cũng thay đổi theo, đồng thời là cái âm thanh nó bị khác thường đi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đổ xăng thơm vào cái rốn loa này để lấy nó ra, lấy dao nảy theo từng cái viền này của nó ra để lấy ra xăng thơm. Đó, xăng thơm này thì chắc các bạn biết rồi, đổ vào để keo nó giã ra. Rồi mình lấy cái dao nhọn này, cái dao này là dao bén đây, mình nảy theo đường viền đấy là lấy nó ra. Rồi sau khi mà mình đã lấy cái viền ra được rồi á, thì mình lấy cái kìm này mình bóp vào trong, đó, bóp hết cái viền này vào trong để cho nó thu nhỏ lại, và mình rút cái nỗi côn ra. Đó, làm khéo một tí nhé các bạn, tại màng loa này nó rất là nhạy cảm, nếu không may mà các bạn bỏ vào nó sẽ rách ngay. Đó, các bạn phải làm từ từ, khéo tay một chút. Đó, và mình chừa ra cái đường dâu này, cái dâu như này, để tí nữa mình thay cái côn mới mình sẽ lối nó vào. Sau khi mà mình đã lấy được cái nỗi côn ra thì nó như thế này. Côn này là côn 4 lớp. Đó, côn 4 lớp. Và dây nó to hơn so với những loại bình thường, nó sẽ cho ra cái âm bass chắc hơn, và đồng thời là chắc hay không do cái gân của các bạn nữa. Gân các bạn mềm thì bass nó bị nhão, nếu mà gân các bạn cứng, cảm nhấn xuống mà cảm giác nó cứng thì là cái bass sẽ chắc. Thì loa này hồi nãy mình cũng quên nói là loa này là loa Aridai, kết cấu cũng nhìn khá là đẹp. Đó, cái dòng này thì phát trong nhà thì nghe cũng tạm ổn và cũng khá là hay, bass tự chắc. Chung dòng này thì nghe trong nhà là ngon lành. Đó, thì bây giờ mình đã lấy được cái nỗi côn ra ngoài rồi, thì bây giờ mình sẽ vệ sinh sơ cái viền này, lấy dao cào nó, cào đi để có thể nhét vừa được cái nỗi côn mới vào. Đó, cào đi, cào làm sao các bạn cảm thấy nhét vừa được cái nỗi côn vô là được. Bây giờ mình sẽ cào hết cái viền đi. Đó, cào cẩn thận một tí để tránh cái trường hợp bị rách cái màng loa. Đó, thì sau khi mà mình đã vệ sinh xong cái viền này rồi thì mình dùng cái côn 25 2.5 đưa vào đây. Đó, các bạn nhét cách nhẹ nhàng thôi. Đó, thì côn này là côn mới luôn, đây mình có côn mới thay vào, thì các bạn có thể tìm mua những cái côn mới ở những tiệm điện tử có. Đó, dòng loa này. Đó, bây giờ mình sẽ đưa nó vô. Rồi bây giờ cái công việc tiếp theo là khi mà mình đưa được cái côn xuống dưới cái này rồi, bây giờ mình sẽ căn. Đó, mình căn cho nó đúng ở bên dưới, tức là cái côn, phần côn này là 6 phần bên dưới và 4 phần bên trên thôi, chừa nó khoảng nhiêu đây, tức là cái mặt đồng phần này nè các bạn. Đó, cái mặt đồng của cái phần dưới này nè, nó phải nhô lên trên được 4 phần, còn 6 phần bên dưới. Đó, các bạn căn cho nó thật chính xác vào. Đó, đó cũng tùy loại nha các bạn, thì có loại là 7 phần dưới 3 phần trên, nó phải tùy loại nữa, các bạn phải xác định được cái côn nó, cái tầm dài của nó. Đó, phải tùy loại nữa. Thì những cái loại đó thì có thể mình sẽ làm những clip sau. Đối với cái phần này, cái loại này thì mình cứ cho nó 4 phần trên là được. Đó, vì cái hành trình của nó cũng khá là dài. Đó, mình sẽ đưa cục xuống khoảng tầm như đây thôi. Và mình sẽ dọc lên như thế này, và mình gọi là mình châm mồi cho nó một ít keo 502 thôi nhé các bạn. Các bạn đổ ra cái gì đó, các bạn chấm cái đầu thuyết, các bạn chấm một ít vào đây thôi, chứ đừng có đổ một phát một vô luôn là nó sẽ đổ keo dính vào trong luôn á. Cái phần này các bạn phải làm khéo, mình chỉ chấm mồi nó để nó giữ cố định cái côn này với cái màng thôi, và sau đó mình sẽ dùng keo AB để đổ vào. Đó, và trước khi mà các bạn đổ thì các bạn hàn hai dâu này lại như cũ. Đó, hàn lại, rồi sau đó các bạn mới tiến hành đổ keo AB. Đó, thì mình cũng xin phép ngoài lại một tí là kia là sư phụ mình đang làm cái âm ly Adirang. Dòng này thì nó hơi khó sửa một tí. Đây, phép, chạy bằng phép. Đó, với cái model của nó ở đây, model là PA, cũng PA 203 203 XG.
cái dòng này thì mình cũng chưa từng làm cái clip nào để sửa chữa, thì có dịp mình sẽ làm sau. Đó là mình xin phép ngoài lại một tí. Đây. Rồi giờ tiếp đến cái công việc của mình, bây giờ mình sẽ căn chỉnh lại cho chính xác và mồi keo 502 một tí thôi, chấm bên góc này một cái và bên này một cái thôi, để cho nó giữ được cái cô này cố định ở trên cái màn này, nó không bị tụt xuống dưới. Đó. Rồi thì hồi nãy mình có cắt một cái miếng giấy để mình chêm vô để cho nó ra được cái điểm giữa, không có bị cả vào trong này. Trong quá trình mà mình đổ keo nó có khô lại, nó có khô lại thì nó cũng không có bị cả với cái giữa và cái nõi giữa này. Đó, mình cắt hai miếng giấy bình thường thôi, mình nhét vô, mình căn cho nó, căn chỉnh cho nó thật là chính xác rồi bắt đầu mình mới chấm mồi keo 502. Đó là coi như mình khi mà nhìn thấy mà xung quanh viền của nó không có chạm nhiều nữa là được. Đó thì hồi nãy mình đã có mồi keo rồi, bây giờ mình có thể rút ra cũng được nữa. Giờ lại như mình nhấn xuống cảm giác không có cạy nữa là ok. Đó. Rồi giờ mình sẽ thử lại dùng đồng hồ thử lại thêm một lần nữa để cho chắc chắn là trước khi mình đổ keo. Đó, để có gì sai sót thì mình còn cân chỉnh được. Rồi chứng tỏ là đã được. Bây giờ mình sẽ tiến hành tới tiếp đổ keo AB vào. Vấn đề nữa là có thể khi mà các bạn mà không may các bạn cạo cái viền này nó bị rộng quá hoặc là nó có cái lỗ rách các thứ thì các bạn dùng bông gòn các bạn xe nó lại rồi các bạn chêm theo cái vùng cái khe hở đó cho nó kín lại để cho nó đảm bảo, chứ không mà nếu mà các bạn để hở luôn như vậy á thì trong quá trình các bạn đổ keo B có thể bị chảy xuống dưới luôn, là lại gây thêm nhiều rắc rối nữa. Đó, lại hư hỏng thêm nữa, nên các bạn phải lưu ý chỗ đó. Rồi giờ mình sẽ tiến hành quậy keo AB, trộn keo AB và quậy keo AB để đổ đây. Đổ lên cái dầu này luôn để cho nó đảm bảo cái độ chắc. Để khi cái dầu này mà các bạn để chống như vậy, các bạn không đổ keo đàng hoàng á thì khi mà nhạc thì nó đập liên hồi nữa mà. Nó dao động không ngừng nghỉ luôn. Mà nhiều lúc theo cái biên độ mạnh nữa thì các có thể là cái dầu này nó sẽ bung ra. Đó là nó gây ra cái hiện tượng là lại không có hát được. Nó lại gây thêm phiền phức nữa, là các bạn từ cái bước từng bước các bạn làm thật kỹ càng thì cái chất lượng mà loa các bạn sẽ đảm bảo hơn. Đó, hai cái loại keo AB này, và các bạn có thể sử dụng cái keo AB thông thường cũng được. Đó, và giờ đổ vô và quậy thôi, chụp tạm cái này để làm cái quậy keo. Sau khi mà mình đã quậy cho nó nhừ keo rồi thì bây giờ mình sẽ đổ, mình sẽ lấy từng ít mình cháp vô cái từng cái viền này. Đó, mình làm khéo tay một tí để keo không có bị nhem nhúc ra xấu với loa. Đó, các bạn lên khéo cái phần này. Ở đây thì mình đã đổ keo xong và bây giờ mình úp nó xuống để đợi cho keo khô nó thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái keo con chó để mà dán lại cái núm này, cái lực trốn loa này lại xong và mình sẽ hưởng thụ cái thành quả thôi. Rồi còn cái thắc mắc thì các bạn cứ để lại danh sách dưới, mình sẽ trả lời sau hoặc là mình sẽ làm clip khác để hướng dẫn cho các bạn. Rồi xin chào tất cả mọi người, nếu thấy hay thì các bạn hãy nhớ